Cảm ơn tiếng hát của chú Thanh rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, ngay giờ phút này đây rất mong tất cả quý vị chúng ta cũng hãy tạm lắng đọng ít phút bên trên sân khấu để cùng đến với những lời phát biểu chia sẻ của họ nhà trai trước khi rời bước khỏi hậu trường. Và đây bên trên sân khấu xin được trân trọng kính mời đại diện nhà trai và nhà gái chúng ta cùng tiến về trên sân khấu ạ. Đến giờ này thì cũng xin nhận phép quý vị khách quý ở đây cũng ngắn lại giờ phút thì trước khi ra về thì cũng đến giờ này để họ tập nhà trai chúng tôi một lần nữa tôi xin thay mặt cho họ tập nhà trai rất cảm ơn đối với họ.